thấy được cái giá trị của đạo đức Phật giáo như Hòa Thượng nói, đó là một nếp sống đem lại hạnh phúc cho con người, đề cao giá trị con người. Một nếp sống trong sạch, thanh tịnh, lành mạnh, loại bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp. Một nếp sống đi đôi với lạc, không đi đôi với khổ, giải thoát các triền phược, các dục lưỡng dưỡng. Một nếp sống trong ấy trí tuệ đóng vai trò then chốt, sống hài hòa với thiên nhiên, với con người. Một nếp sống vô ngã vị tha. Nói chung, đạo đức nó đóng một vai trò vô cùng then chốt, quan trọng cho đời sống an lạc tự thân, an lạc cho xã hội và hướng đến giải thoát giác ngộ. Nên tác phẩm đó cũng là một cái tác phẩm đóng góp cho môn đạo đức học Phật giáo này. Tác phẩm mà gây ảnh hưởng, có sức lan tỏa, không phân biệt đối tượng, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giới tính, không phân biệt canh nghề, đó là Hiểu Về Trái Tim. Tác giả, thưa quý vị, cũng là một vị thầy bé công, tuổi chừng trạc như Sư Hoàn thôi, có lần đến tỉnh xá trung tâm, người mập mập, đô tròn, người gốc miền Tây, đã từng đến học pháp với Hòa Thượng Nhất Hạnh, đã từng qua Miến Điện học pháp với Thiền Sư Tây Gia Ni Giá ở trường Thiền Su Minh, tức là học pháp niệm tâm. Với cái sự trải nghiệm và tu tập, cho nên thầy đã viết tác phẩm Hiểu Về Trái Tim, trình bày 50 đề tài về các cái trạng thái tâm lý tiêu cực lẫn tích cực của con người. Ngang qua đó thể hiện nhận thức của thầy về bản chất tâm, về bản chất cuộc sống này, giúp cho chúng ta có một cái nhìn thông thoáng, thương yêu. Đây có thể nói là tác phẩm mà bán chạy nhất sau khi nó được ấn hành năm 2011. Chính vì vậy mà được thâu thành đĩa CD, rồi sau này có cái quỹ gọi là Hiểu Về Trái Tim, sách đã được quảng cáo trên TV, rất là xứng đáng cho tác phẩm này. Và thầy mở ra một cái dòng thiền gọi là thiền hiểu biết, Understanding Meditation, tức là dựa trên sự hiểu biết mà phát triển cái thực tập chánh niệm và phát triển cái tự giác. Nên quý Phật tử tăng ni nếu được thì cố gắng đọc cái tác phẩm này, nghe tác phẩm này, chắc chắn khi quý vị nghe, tấm lòng quý vị sẽ mở ra, sẽ hiểu thế nào là giận, tại sao có cơn giận, và chúng ta xoa dịu cơn giận chúng ta như thế nào. Chúng ta sẽ hiểu về cái trạng thái ganh tị chúng ta ra sao. Chúng ta hiểu về cái tình thương nó cần thiết cho sự sống chúng ta như thế nào. Cho nên tuy tác phẩm không có đề chữ gì là đạo đức hết, nhưng mà bản chất của nó, đó là các cái trạng thái tâm lý tích cực và tiêu cực thuộc các phạm trù đạo đức học Phật giáo. Tác phẩm thứ 5 là tác phẩm Bảo Hiểm Tâm của Minh Thạnh, ấn hành của năm 2011, trình bày 44 đề tài liên hệ đến các trạng thái tâm sở mà trong vi diệu pháp, hay nói cách khác là trong thánh pháp, các thiền sư thường lý giải, hay các luận sư thường lý giải. Nhưng cái khác biệt của cái tác phẩm Bảo Hiểm Tâm này với các cái tạng luận A Tỳ Đàm, dù là sau này các nhà sư như là Thượng Tọa, như là Ngài Giác Chánh, hoặc là một số vị khác viết về tác phẩm này, thì viết về các trạng thái tâm sở mang tính học thuật, còn đối với tác phẩm Bảo Hiểm Tâm này thì cũng mang tính ứng dụng, tức là nhìn các trạng thái tâm niệm ngang qua sự hiểu biết của thầy. Tác phẩm này rất hay, thưa quý vị cũng cố gắng nên mua, và nếu có điều kiện nên đọc. Gần đây nhất đó là tác phẩm Đạo Đức Sinh Học của Damien Kiwon. Ông này là số 1 về đạo đức học Phật giáo trên khắp thế giới. Nói đến số lượng tác phẩm và công lao đóng góp xây dựng cho hệ thống đạo đức học Phật giáo bằng tiếng Anh thì không ai khác hơn là ông Damien Kiwon. Nên tác phẩm Bao Ý Thích rất ngắn, và ông đã được ông Nguyễn Thanh Văn dịch sang Việt ngữ, và do nhà xuất bản Trí Thức ấn hành năm 2013. Vậy thì tác phẩm như cái tựa đề của nó là Đạo Đức Sinh Học, nhưng khi dịch ra thì ta dịch hơi thoát quá, nó không có bám sát với đề tài. Nó là Bao Ý Thích là Đạo Đức Sinh Học, nhưng ta dịch ra thoát gọi là Đạo Đức Học Phật Giáo, gồm 8 chương. Thì 2 chương đầu
Chương thứ nhất là chương giáo thị về đạo đức tổng quan về Phật giáo. Chương thứ hai là so sánh đạo đức học phương Tây và phương Đông. Còn bốn chương còn lại là xoay quanh đến vấn đề đúng là đạo đức sinh học. Như là thú vật và môi trường, tính dục. Thì sinh học nó phải liên hệ tính dục chứ. Nhiều khi chúng ta không muốn cái chuyện đó, nhưng mà cái dục tính của con người nó cứ trỗi lên, rồi chúng ta không kiểm soát được thì đã dẫn dắt những hành vi hoặc là những lời nói. Nếu chúng ta so sánh với những lời dạy của các bậc minh triết thì những hành vi lời nói này nó không tương thích. Như vậy thì ông Đăng Kiêu đã đem vấn đề này ra bàn thảo, mà vấn đề này tế nhị, ít ai dám bàn thảo tới, thưa quý vị. Nó đụng tới những cái gì mà nó tế nhị quá cho nên ít ai dám bàn, ông đem ra ông bàn. Hoặc là liên hệ đến chiến tranh và nạn khủng bố thì này, cái đề tài này nó hơi lệch với đạo đức sinh học một chút xíu. Vấn đề phá thai cũng thuộc trong cái phạm vi đạo đức sinh học luôn. Vừa tự tử, vừa cái chết tự nguyện hoặc là sinh sản vô tính, những vấn đề này nó liên hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp đến đạo đức sinh học. Đây là một vấn đề mới phát sinh nhưng rất được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Đó là 6 tác phẩm mà sư Hoàng cho rằng quý vị nên có trong tay. Ngoài ra, nói đến đạo đức học thì nói đến luật pháp, nhất là luật nhà Phật. Thì sách luật nhà Phật thì rất nhiều, tha hồ mà đọc. Trong đó có bộ luật Giới luật thiết yếu hội tập. Cái thời cái trước trước á, Giới Hoàng viết lúc đó mới có 5 tập thôi, bây giờ thì 7 tập rồi. Quý vị sửa giùm cho sư Hoàng. Giới luật thiết yếu hội tập do Thượng tọa Nhật Chiếu biên soạn. Những gì ở Đà Lạt là chắc chắn biết Thượng tọa Nhật Chiếu, hoặc là những gì ở Phan Rang. Thầy gốc Phan Rang nhưng lên Đà Lạt sống vô cùng đơn giản thanh bần, sống trong một cái cốc, không có cổ, nhỏ nhỏ, cái nhà nhỏ thôi, ở chùa Định Sơn đó, để sau chùa Định Sơn. Chuyên nghiên cứu về thuật, mà thầy có một cái tâm dung hòa, nhẹ nhàng, quý chư tăng, nam tông, khất sĩ cũng quý hết. Nghiên cứu luật học một cách tinh tường. Dường như thầy mới tịch năm ngoái, khi thầy về Phan Rang, rồi tịch lặng lẽ. Một nhà nghiên cứu vô cùng yên bác, sống trầm mặc, rồi đến khi ra đi, cũng nhẹ nhàng như cánh hạt. Ngay giữa trời không, thầy Nhật Chiếu. Đây là những nhân vật mà giáo gặp được đấy. Cho nên nếu chúng ta có điều kiện thì cũng nên mua một số sách luật, đặc biệt là Chư Tăng Di Ni, như là Giới luật học cương yếu của Hòa Thượng Thánh Nghiêm mà sư cô vừa đang dịch, rồi Giới luật học thiết yếu hội tập do Thượng tọa Nhật Chiếu biên soạn. Còn rất nhiều tác phẩm liên hệ đến luật học và nó trở thành một mảng quan trọng. Phần 2 La Mã trong bài này, bài 1 là đạo đức học ở Việt Nam, như Giáo Hoàng đã giới thiệu 6 tác phẩm từ năm 1994 về tới 2004, như vậy là 20 năm. 20 năm số lượng tác phẩm về đạo đức học Phật giáo cũng không nhiều, thời gian rất ngắn. Còn đối với đạo đức học Phật giáo ở nước ngoài ra sao thưa quý vị? Kính thưa quý vị, nếu chúng ta đi tìm những cuốn sách đầu tiên, nó được ra đời là từ năm 1960. Và nó được kéo dài tới ngày nay với số sách mà ở phía sau Giáo Hoàng đã liệt kê. Và trong số các học giả, quý vị phải ít ra nhớ được tên ông Damien Keown. Và khi xưa, cách đây 10 năm về trước, hơn 10 năm về trước, ông cùng với ông Charles S. Priebus là một nhà luật học Phật giáo, đã thành lập cái trang mạng tạp chí đạo đức Phật giáo Journal of Buddhist Ethics. Vị nào biết tiếng Anh thì vô trong này tha hồ đọc. Kính thưa quý vị, Giáo Hoàng cũng không có thời gian thôi. Chứ sách vở đạo đức học Phật giáo và bằng tiếng Anh là cũng nhiều lắm rồi, mà Giáo Hoàng chưa có thời gian dịch ra hoặc là đọc cho hết, hiểu cho thấu và tự biên soạn lại. Sách bằng tiếng Anh rất nhiều. Và dựa trên cái tạp chí này thì ông chia ra đạo đức học Phật giáo với 10 nhóm chủ đề. Cái này quý vị phải biết một cách tổng quan, 10 nhóm chủ đề. Một là Vinaya và Jurisprudence, luật học và triết học và luật. Nó có triết học của nó chứ, có khai giá trị phạm. Giới có do tướng, do tánh, do thể chứ. Cho nên thuộc là nó có triết học của nó. Rồi đạo đức triết học, tức đạo đức với góc độ triết học, philosophical ethics. Đạo đức và tâm lý, ethics and psychology. Sinh thái và môi trường, ecology and environment, phải có đạo đức sinh thái.
Và kính thưa quý vị, ngày xưa chư tỳ khưu đã được Phật dạy rồi, ngay cả cái chuyện mà chúng ta không được ngắt lá cỏ hoa vân vân, thậm chí chúng ta không được đổ nước ở nơi cỏ non, hoặc là bỏ thức ăn ở nơi cỏ non sợ cỏ chết, hoặc là chúng ta không được đổ nước nóng ở nơi có côn trùng vân vân, cái này thuộc về phạm vi sinh thái học rồi, trên ecology environment, về triết học chính trị xã hội, social and philosophy, and political philosophy. Môn này quý vị vào học kỳ 6 hoặc kỳ 7 quý vị sẽ được học, cho nên trong phạm vi cái môn học này sư Hoàng không có quan tập để dành ra từng đạo quý vị học cho chuyên sâu luôn. Về đạo đức và nhân loại học, ethics and anthropology, tức là các vấn đề của thổ dân, nhóm người, các truyền thống quan niệm và di truyền. Ở đây, ở dưới này là phân tích chi ly luôn thưa quý vị. Cho nên 10 nhóm này giáo hoàng còn dịch ra luật học và triết học và luật nó như thế nào đây. Rồi đạo đức y khoa, kính thưa quý vị, cái cấu trúc ở trên và cấu trúc ở dưới nó không tương ứng. Ở trên là bởi vì sư Hoàng đã dựa vào 5 năm về trước khi soạn bài này thì đã thấy cấu trúc này. Bây giờ mở ra quay lại thì ông David Gion và ông Charles Priebus không còn làm chủ cái trang mạng này nữa, và nhường cho ông Daniel Kosher. Ông này ông làm tạp, ông làm chủ cái trang mạng này. Cho nên ông đã đổi cái cấu trúc cũng 10 cái chủ đề, nhưng ông sắp xếp lại. Đầu tiên sắp xếp luật học và triết học và luật thì nhóm thứ nhất tương đồng. Nhóm thứ hai là đạo đức và triết học thì ông đổi lại là đạo đức vị khoa. Đó, tức là cũng 10 nhóm đó thôi, nhưng mà cấu trúc nó đổi lại với Hoàng giữ nguyên. Cái đầu tiên sửa dĩ thì để lại là để theo cấu trúc cũ, và cấu trúc cũ sẽ còn thấy nó phù hợp hơn. Cấu trúc thứ hai mà chỉ bằng là chia nhỏ ra đây, luật học và triết học và luật là gì, đạo đức y khoa là gì, rồi đạo đức triết học là gì, nhân quyền là gì, đạo đức của tâm lý là gì, sinh thái môi trường sao, triết học chính trị sao, đạo đức với các nền văn hóa, đạo đức và nhân loại học. Như vậy 10 nhóm này quý vị thấy phương Tây họ đang nghiên cứu thành 10 mảng lớn. Bây giờ nếu chúng ta chỉ chọn một mảng để học thôi cũng đủ hết giờ rồi. Nói cho chúng ta chỉ học một mảng thôi cũng đủ hết giờ rồi, chứ chưa nói tới 10 mảng. Nhưng mà giới thiệu ra như vậy để cho quý vị biết, gọi là môn đạo đức học Phật giáo này không chỉ ở một nước, mà đây chúng ta cũng so sánh hơi bị khập khiễng. Tại Việt Nam chúng ta là một nước trong cái châu Á, Đông Nam châu Á. Còn đây chúng ta so sánh với nguyên một cái khối viết tiếng Anh, nào Ấn Độ, Tích Lan, Anh, Mỹ, rồi chưa nói mấy nước mà họ viết tiếng Thái, tiếng Đức, họ dịch sang tiếng Anh nữa. Tuy nhiên nếu chúng ta so sánh thì quả thật cái việc nghiên cứu đạo đức học Phật giáo họ đã đi trước chúng ta khá xa. Cụ thể chúng ta qua cái phần thứ sáu đi. Qua phần thứ sáu là trang 11. Không. Qua phần 11 quý vị mới thấy. Ở đây sư Hoàng sắp xếp theo năm. Từ năm 1959 kìa, chứ không phải năm 1960 nữa. Đúng là năm 59. Ngài Narada, mà lúc bấy giờ ngài cũng từng qua Việt Nam chúng ta đó. Ngài giảng thuyết ở chùa Xá Lợi và một số chùa khác. Ngài tặng Xá Lợi ở chùa đó, cái chùa mà đặt Xá Lợi là do ngài mang Xá Lợi qua, ngài tặng, cho nên đặt chùa Xá Lợi. Thích Ca Phật Đài ở dưới Vũng Tàu, ngài tặng cây Bồ Đề. Ngài qua đây, ngài theo Nam truyền cho nên an tâm tịnh dục, nhưng mà ngài qua Việt Nam, ngài thấy tư tăng Phật giáo Bắc Tông ăn chay, ngài khích lệ. Ngài tặng cái cuốn Những Bức Thăng Trầm mà do Phạm Tuyên Khánh lúc bây giờ làm dịch giả, đi tới đâu ngài tặng ai ăn chay đường, ngài tặng một cuốn sách đó. Ngài khích lệ, bởi vì đó là một thiện pháp, một thiện pháp rất tích cực. Cho nên ngài Narada, ngài đã viết tác phẩm là Every Man's Ethics, là đạo đức cho mọi người, do nhà xuất bản gọi là Buddhist Publication Society, hiệp hội xuất bản Phật học ở Kandy, từ năm 1959, 66, 79, 85 qua nhiều lần tái bản như thế, dựa vào bản kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt thôi. Và theo ngài, bản kinh đó là bộ luật hoàn hảo nhất cho một người cư sĩ tại gia. Năm giới không có đủ, rải rác Đức Phật nói khắp nơi. Bộ luật đạo đức cho mọi thành phần,
mọi gió là ngang qua kinh giao thọ thì gọi là việc. Dĩ nhiên bản kinh đó nếu chúng ta biết ứng dụng vận dụng thì nó rất hữu ích, chứ nó không phải là một cái chuẩn mực, cho nó phù hợp với mọi thời đại. Các bổn phận Đức Phật đặt ra cho mọi đối tượng, nếu chúng ta khảo cứu và chúng ta biết ứng dụng thì nó rất là phù hợp. Dĩ nhiên Đức Phật dựa vào cái quan điểm bối cảnh lúc bây giờ. Tác phẩm thứ hai là ông Winston, In the Hope of Nirvana, Theravada Buddhist Ethics, là hướng đến Niết Bàn, đạo đức học Phật giáo của các bậc Thera. Thera là trưởng lão, hay nói khác là đạo đức học theo trường phái Phật giáo Nguyên Thủy. In từ năm 1964, nói về các phẩm chất đạo đức, đặc biệt là phẩm chất đạo đức của người tu hướng đến Niết Bàn giải thoát. Cho nên In the Hope of Nirvana là hướng đến Niết Bàn. Tác phẩm đạo đức thứ ba là của Ethics in Buddhist Perspective, là quan điểm đạo đức học Phật giáo của ông Yaya Tilake. Cuốn này mỏng thôi, xuất bản ở Kandy, Tích Lan. Tích Lan lúc bây giờ có hai nhà xuất bản. Xuất bản thứ nhất là Buddhist Publication Society. Cái nhà xuất bản thứ hai là The Will Publication, nhà xuất bản gọi là Pháp Luân đó. Tác phẩm này mỏng thôi, nhưng mà thể hiện cái quan điểm ông rất rõ rệt. Và ông Yaya Tilake là một nhà học giả vô cùng uyên bác. Ông viết một cái cuốn là Theory of Buddhist Knowledge, tức là học thuyết về nhận thức luận Phật giáo, cực kỳ hoàn hảo và xưa nay chưa có đối thủ, tức là chưa có ai viết về tác phẩm về cái thể loại này. Rồi tác phẩm của bà I.B. Honor là bà tiếp nối sự nghiệp của ông Davis, tức là chủ tịch hiệp hội Bali, Bali Tech Society, viết tác phẩm là Early Buddhist Theory of Man Perfected, tức là học thuyết về đạo đức, học thuyết về con người hoàn hảo theo Phật giáo Nguyên Thủy. Con người hoàn hảo đây là con người từ A-la-hán đến mà đánh đấng chánh đẳng giác, nhưng quá trình chuyển hóa. Hoặc là bà ông Mishra người Ấn Độ viết tác phẩm là Development of Buddhist Ethics, là phát triển đạo đức học Phật giáo, từ năm 1984 xuất bản đầu tiên, 1995 tái bản. Kính thưa quý vị, những tác phẩm này ngày xưa khi Ấn Độ giáo hoàng có dịp đọc qua, nhưng cũng không thể đọc hết được. Rồi tác phẩm tiếp theo của Dhammasiri, ẩn hành thì ở Singapore, nhưng người của Tích Lan. Singapore chứ cũng có mối quan hệ mật thiết với Phật giáo. Fundamentals of Buddhist Ethics, là nền tảng của đạo đức học Phật giáo. Tachibana, ông này người Nhật Bản, viết về Ethics of Buddhism, viết về các phẩm chất đạo đức Phật giáo. Một tác phẩm của một người, một sư tu gốc là người Tích Lan nhưng tu ở bên Anh, là Buddhist Ethics, The Path to Nirvana, đạo đức học Phật giáo, con đường đến Niết Bàn. Và tác phẩm in đầu tiên của ông Diamond Keon cùng với ông Rivis, mà như giáo hoàng đã mới giới thiệu qua, cùng với hai người nữa cùng biên tập, đó là Buddhism and Human Rights, Phật giáo và nhân quyền. Bàn về cái nhân quyền ở phương Tây, họ đặt nặng cái nhân quyền tự do, tự do ngôn luận, mà tự do quá có đúng quý vị. Khi mà tổng thống chuẩn bị lên bình thường im, khi tổng thống lên lúc đầu là nói xấu, chơi bài moi móc. Scandal ở năm nào không biết giấu, nhưng chờ đó lúc bây giờ đem ra nói. Tự do ngôn quyền gọi là human right, quyền làm người. Cho nên ông đang kêu bắt đầu khởi nghiệp, ổng từ năm 1988 thôi. Dĩ nhiên trước đó vài năm nữa, bắt đầu ông nuôi dưỡng cái ấp ủ lý tưởng. Sau đó ông viết một tác phẩm The Nature of Buddhist Ethics, bản gốc của đạo đức học Phật giáo, xuất bản năm 1992. Nên quý vị để ý, từ 59 đến 64, rồi 72, 79, 84, 86, 86, 87, 88. Và sư Hoàng tin chắc rằng sư Hoàng cũng chưa sưu tầm hết. Rồi tiếp theo là 92, rồi tổng 92. Theravada Buddhist Ethics with Special Reference to Visuddhimagga, là đạo đức học Phật giáo của Phật giáo Nam truyền với sự tham chiếu thanh tịnh đạo luận, tức là dựa trên thanh tịnh đạo luận, tức là nghiên cứu đạo đức học Phật giáo Nam truyền mà trên tác phẩm thanh tịnh đạo. 93 thì có tác phẩm của ông Bajuto, một nhà sư người Tích Lan, viết tác phẩm Good, Evil and Beyond Karma in the Buddha Teaching, tốt xấu hay là thiện ác và vượt khỏi nghiệp báo theo quan điểm theo lời dạy Đức Phật. Như vậy thì tác phẩm này không những nói về cái vấn đề tốt xấu hay là thiện ác,
một cặp phạm trù đối đãi mà còn cách vượt qua nghiệp lực để hướng đến đến sự giải thoát giác ngộ tối hậu. Tác phẩm của ông Nandasena Ratnabala, Crimes and Punishment in the Buddhist Tradition, là tội lỗi và hình phạt trong truyền thống Phật giáo. Như vậy, ngang qua tác phẩm này, chúng ta xác định thế nào là tội, thế nào là không tội, và các hình phạt được đưa ra để xử lý. À, rồi tiếp theo, tác phẩm The Buddhist Monastic Code của Thanissaro Bhikkhu, vị này là một nhà sư người Mỹ, viết nguyên một bộ luật dành cho tăng ni, đặc biệt là các cách xử lý định tội, ví dụ sát sinh phải dựa trên mấy tiêu chuẩn, trộm cắp dựa trên mấy tiêu chuẩn, tà hạnh trong các dục dựa trên mấy tiêu chuẩn, cư sĩ phạm trong trường hợp đó có phạm không, sẽ gì có trong trường hợp đó có phạm không, nhưng tỳ kheo thì có phạm không, phân tích rất chi tiết cái bộ luật của tỳ khưu. Tác phẩm này trở thành là tác phẩm gối đầu giường dành cho các sư tu theo Theravada ở tại trường thiền Bảo Âu. Các sư mỗi ngày cũng phải tụng luật, các sư mỗi ngày cũng phải học luật, tu thiền học luật chung. Buổi tối là nghe các sư tụng luật là râm ran cả núi. Ai tu thiền ở trên núi khác là tu, ai thọ trì luật là tụng luật. Cho nên cả một hội chúng 800 người thế này đi lên chánh điện tụng gió cũng không có gió bổn gì hết, bắt đầu tụng lên là tụng gọi là chấn động cả núi rừng. Và đem tác phẩm The Buddhist Monastic Code này đem để dạy cho tăng ni. Cho nên thế giới học thuật đó là để phục vụ cho con người, chứ không phải học là để mà làm gì. Là giới thiệu những sách này là những sách có giá trị cao. Hoặc là tác phẩm của ông Kalupana, cũng là một triết gia Phật giáo thứ vị, viết rất nhiều sách, trong đó đóng góp cho một tác phẩm Ethics in Early Buddhism, Đạo đức Phật giáo Nguyên Thủy. Ông Kalupana là một học giả rất lỗi lạc trong giáo Phật giáo. Và cái tác phẩm như sư Hoàng mới giới thiệu đây, Kion, Diamond Kion, Buddhism and Bioethics, Phật giáo và sinh đạo đức. Kính thưa quý vị, hàng loạt tác phẩm phía dưới này, quý vị có muốn nghe giáo Hoàng giới thiệu tiếp không? Thì đủ rồi. Chưa hết đâu, tác phẩm này quan trọng hơn. Tác phẩm tính từ dưới đi lên là 1, 2, 3, Vita Harvey. Sở dĩ Harvey đưa trước đó là được đưa cái tên ra trước thôi. Peter là đưa cái họ ra trước. Harvey, tác phẩm Introduction to Buddhist Ethics, Foundation, Values and Issues. Tác phẩm này giáo hoàng nghe nói, hiện giờ thì trong tay giáo hoàng không có. Lúc trước nghe các thầy nói đại dịch rồi, mà rồi giáo hoàng không có tranh thủ chốt lấy để mà làm tư liệu. Mà tác phẩm này cũng khá hay thưa quý vị, khi sư hoàng trước khi về nước, và tác phẩm này là tác phẩm cuối cùng mà sư hoàng thấy năm 2000. Ở trong introduction là tu Buddhist Ethics, là giới thiệu về đạo đức học Phật giáo. Như vậy thì quý vị thấy sách vở tiếng Anh về môn này không phải là thiếu đâu, mênh mang. Cho nên đang cần chờ những vị tăng ni sinh đào tạo từ xa khóa 3, những vị thông thái tiếng Anh dịch ra tiếng Việt xuất bản để cống hiến cho mọi người. Kính thưa quý vị, sở dĩ với hoàng giới thì như thế để chúng ta thấy nguồn sách tiếng Việt chúng ta cũng khan hiếm. Mặc dù ở đây giới hoàng cũng đưa thêm một số sách như quý vị thấy, nhưng mà so với tiếng Anh, giới tin chắc rằng là giới hoàng sưu tập cũng không có đủ đâu, còn nữa, còn rất nhiều. Do đó đây là một cái mảng lớn mà chúng ta cần phải có thời gian đầu tư khảo cứu, để không những nghiên cứu về một vấn đề luật hay giáo luật, mà còn chính cái mạng khác. Vì thời gian không có nhiều cho nên giáo hoàng không có phân tích về 10 cái nhóm chủ đề này. Chứ 10 nhóm chủ đề này, vị nào muốn nghiên cứu về đạo đức cứ bám sát 10 chủ đề này mà nghiên cứu, thì quý vị sẽ có một khối kiến thức đồ sộ nguy nga. Kính thưa quý vị, giả như khi thi sư hoàng hỏi ông Diamond Kion đưa ra 10 chủ đề đạo đức học Phật giáo, 10 chủ đề đó là gì, quý vị trả lời được không? Tại sao không có bài mà sao không?
Đọc qua rồi nhớ chứ gì đâu còn nhớ. Do hôm nay sư hoàng không phân tích thôi, chứ còn đọc qua là quý vị là tốn thâu hết, tốn thâu hết toàn bộ đại đức học trong 10 chủ đề này thôi. Đó là 10 mảng. Còn đối với chúng ta phân loại thì 7 loại như quý vị. Còn cái chuyện ứng dụng nó nhiều quá, ứng dụng thật ra nó còn nhiều hơn nữa chứ đâu phải như đó thôi. Nhưng mà 7 loại hình đạo đức mà theo người dạy. Ví dụ như sư hoàng hỏi hãy trình bày các loại hình đạo đức học Phật giáo, quý vị trả lời được không? Được không? Được chứ sao lại không? Nó dễ quá rồi, nếu mà không sư hoàng dạy bao nhiêu thôi vậy nữa. Vậy chừng nào mà nắm vững thôi. Kính thưa quý vị, mảng này là một cái mảng nó mênh mông trời đất. Tuy nhiên trong những bài sắp tới thì chúng ta cũng phải giới hạn lại thôi, chúng ta không thể học hết được. Để đây là những tài liệu mà quý vị giáo hoàng cung cấp cho quý vị để quý vị về nghiên cứu. Ví dụ nó nói đến các triết gia, quý vị biết cái câu nổi tiếng của Mạnh Tử liên hệ đến đạo đức là gì không? Câu gì? Nhân chi sơ tánh bổn, bổn thiện. Rồi quý vị biết cái chủ thuyết của ông Tuân Tưởng ngược lại là gì không? Nhân chi sơ tánh bổn ác, ông Tuân Tử. Vâng. Còn ông Bạch Tử đó, làm đến gọi là lỏng tráng mòn gối cũng làm. Ông này có chủ nghĩa vị tha đa ích rất lớn, Bạch Tử. Cho nên mỗi ông trong này nó đều có những cái chủ thuyết riêng biệt hết mà chúng ta không có thời gian. Từ ông John, ông Mill, ông Kang, vân 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 vân, mỗi ông có mỗi cái chủ thuyết nổi bật hết. Chúng ta đi nghiên cứu này là nghiên cứu đạo đức học thế giới luôn rồi, chứ không phải là đạo đức học Phật giáo nữa. Tuy nhiên trước khi đi học đạo đức Phật giáo thì chúng ta phải biết được đạo đức học thế giới là gì, tổng quan, để rồi chúng ta mới đi vào đạo đức học Phật giáo. Những bài sau quý vị lấy trên mạng tự học. Một là các dấu hiệu của thiện. Hai, đặc tính của thiện. Ba, phân tích 10 bất thiện. 4. Phân tích 10 thập thiện nghiệp. 5. Các trạng thái tâm bất thiện. 6. Kinh thập thiện nghiệp đạo trong truyền thống đại thừa. 6 bài ha. 7. Không sát sanh. 8. Không trộm cắp. 9. Không tà hạnh trong các dục. 10. Chánh ngữ và tà ngữ. Bài đó thì có 4 phần, giáo hoàng gom lại cho nó gọn. Như vậy 10 bài đó hôm sau chúng ta học xong rồi, chúng ta sẽ học bài phước đức và pháp độ. Phước đức nó cũng chỉ có một bài nhưng đúng ra cho nó hơi dài. Như vậy một lần là chúng ta học về thập thiện nghiệp, và một buổi chúng ta học phước đức và pháp độ, và một buổi nữa chúng ta học cách đánh giá tội, phước, chánh kiến, tà kiến. Bài này quan trọng lắm. Rồi nó cắt cái thể các loại hình đạo đức học, quý vị sẽ nghe từ khóa chính quy. Như vậy là tổng quan được toàn bộ cái giáo trình rồi. Thank you.